Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bán ô tô cùng em Lợi. Hôm nay là một ngày buổi sáng đẹp trời, em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một lời chúc sức khỏe và tràn đầy niềm vui hạnh phúc trong ngày mới. Và em xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới lấy về, đó là chiếc Ford Escape sản xuất năm 2009, số tự động, biển 4 số, một chủ từ đầu. Chiếc xe này là bản 3.2, sử dụng động cơ xăng 3.2 và số tự động. Về chiếc xe thì toàn bộ là màu phấn hồng, xe một cầu. Và sau đây em xin giới thiệu chi tiết đến từng chiếc xe nội thất, ngoại thất cho anh chị em xem. Vâng, đây là toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2009, số tự động. Vâng, chiếc xe khá là đẹp đấy ạ. Về thân vỏ thì cam kết 100% là không đâm va tai nạn vỡ kính vỡ đèn. Vì những chiếc xe bên em lấy về thì bên em kiểm tra rất kỹ. Đây là bản XLS. Vâng, XLS ạ. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe ô tô, bên em chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng thì liên hệ ủng hộ bên em. Và anh chị em xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Vâng, vừa rồi em vừa đi một vòng quanh xe thì cơ bản là về ngoại thất và các cái khe đồng rất chi là mới và đẹp. Chiếc xe này thì đã sử dụng đến bây giờ là được 11 năm và cũng còn khá là mới. Toàn bộ lốp thì bác chủ chức mới thay một dàn rất chi là đẹp và dày về mới đấy ạ. Và các cái gầm cực kỳ đẹp. Vâng, về xe Ford Escape thì em không phải giới thiệu nhiều, các bác cũng biết rồi, xe đi rất chi là đầm và chắc, thương hiệu của Mỹ. Toàn bộ xe này thì biển 4 số 30V1748, một chủ từ đầu. Và được bác chủ trước trang bị thêm camera lùi đây. Toàn bộ bản XLS số tự động một cầu. Về phần đầu xe thì cơ bản là khá là đẹp. Hai cặp đèn này là sáng đều như nhau, nên là toàn bộ đèn zin, không phải là đèn tàu. Thường thường một số anh chị nào mà tinh ý ra ngoài nhìn thì thấy một bên đèn nó sáng và một bên đèn nó tối, là một bên bị va thay đèn, nên là nó có độ sáng và nó không đều với nhau. Và các cái khe hở cánh cửa cabo là nó rất chi là đều giữa hai bên, nó cân xứng với nhau. Đây là toàn bộ cái phần ca lăng phía trước này, nó rất chi là zin và nguyên bản. Đây em xin hướng máy quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Xe Ford Escape nội thất ghế da màu đen, toàn bộ bóng khí là nguyên bản theo xe, chưa có dấu hiệu bị nổ hoặc là bị va chạm. Toàn bộ vô lăng rất chi là mới và đẹp đây. Chìa khóa của Escape là zin theo xe. Và toàn bộ tay phanh tay và củ số này rất chi là mới và đẹp. Phần tì tay cũng thế. Phần ghế rất chi là căng và đẹp đấy ạ. Xe được bác chủ chức độ thêm camera hành trình đấy ạ. Và thêm camera lùi. Vâng, về hàng ghế sau thì cũng khá là mới và đẹp, không có dấu hiệu bị chảy rách. Chiếc xe thì được trang bị trần thì nguyên bản theo xe từ đầu. Xe sử dụng động cơ 3.2, đi khá là bốc.
Và một chiếc SUV X-Cab này thì khoang hành lý khá là rộng và chứa được rất nhiều đồ. Toàn bộ khoang hành lý rất chi là rộng đấy ạ. Phía sau thì là cụm đèn hậu là zin theo xe, toàn bộ ốc là nguyên zin hết. Các cái đinh tán phía sau đây là nguyên bản. Và các ốc chỉ là nguyên zin của nhà máy. Cam kết mang đến cho quý khách hàng những chiếc xe chất lượng. Sau đây em đi quay chi tiết từng cánh cửa một cho quý vị các bạn xem. Về các cái phần đâm va về bốn cánh cửa là cam kết là không có. Đây là toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa phía trước bên lái, nguyên zin hết ạ. Và đinh tán là nguyên bản. Các đinh khóa ốc là nguyên zin tem của nhà máy Ford. Và toàn bộ táp ly mở cửa đây rất chi là mới. Có một cái cánh cửa bên lái. Các cái ốc khe tai khe là nguyên zin. Toàn bộ rất chi là đẹp. Và đây là các ốc cột là zin hết toàn bộ. Và bên em đã kiểm tra các thông số kính, kính của Ford và sản xuất năm 2009 theo đúng thông số của năm sản xuất toàn bộ các kính trên xe. Vâng, em quay chi tiết từ kính và đèn và gương và các phần chỉ của cánh cửa thì tất nhiên những chiếc xe mà bị đâm va thì nó sẽ bị chỉnh sửa hoặc tháo lắp những chi tiết đấy. Và toàn bộ các cái phần chỉ đây là zin và đinh tán dập là nguyên bản hết. Tay mở cửa chưa có dấu hiệu bị sơn lạ, sơn zin 100%. Nội thất khá là đẹp. Vâng, và đây là các cái phần cánh cửa bên phụ toàn bộ là chỉ zin hết đấy ạ. 100% là chỉ zin. Không đâm va, mất chỉ. Và các cái chỉ này là chỉ của nhà máy Ford. Chuẩn 100%. Tay mở cửa khá là mới, nỉ nguyên theo xe. Và lên xuống kính đều hoạt động rất tốt. Âm thanh điều hòa em đã test kiểm tra. Dùng rất chi là tốt và mát. Toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa bên phụ đằng trước là chỉ zin. Đinh khóa là bấm là nguyên zin hết đấy ạ. Và các ốc tai lên sườn là hầu như là không có dấu hiệu bị tháo lắp, nên tiền nguyên ốc cánh cửa không có dấu hiệu tháo lắp. Và chắc chắn 100% là không bị đâm va vào bốn cánh cửa. Đây là toàn bộ cái phần máy. Về phần máy của xe thì cơ bản là nguyên zin. Và toàn bộ đang còn mốc nguyên của nhà máy đây. Em chưa vệ sinh và dọn. Toàn bộ phần chỉ cabo là chỉ zin đấy ạ. Đấy, chỉ cabo là zin 100%. Không có dấu hiệu bị đấy. Toàn bộ các cái đinh dập của cabo và tôn nó rất chi là mỏng. Đây là toàn bộ chỉ có cánh cửa cabo là nguyên bản. Và số khung của chiếc xe này nằm ở đây là nguyên zin luôn này. Toàn bộ không có dấu hiệu bị đâm va. Thanh rằng lỗ rất chi là tròn và đẹp. Hai cặp đèn pha nguyên zin. Vâng, vừa rồi em vừa quay giới thiệu đến toàn thể quý anh chị một chiếc xe Ford X-Cab sản xuất năm 2009, tự động một cầu, một phấn hồng, tên tư nhân, biển 4 số, một chủ từ đầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi để được sở hữu em ấy qua số điện thoại 0986 265090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.